Theo như cơ quan thời tiết của thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 29 tháng 5, tức là ngày hôm qua, là ngày nóng nhất trong tháng 5 được ghi nhận tại thành phố này trong vòng 100 năm qua, với nhiệt độ cao hơn 1 độ C so với mức cao kỷ lục trước đó. Cụ thể là vào lúc 13 giờ 09 phút, nhiệt độ tại ga metro Suzhou đạt 36,1 độ C, phá kỷ lục các mức nhiệt cao nhất trong tháng 5 được ghi nhận trong 100 năm qua. Sau đó vào buổi chiều, nhiệt độ tại ga tàu điện ngầm ở trung tâm Thượng Hải thậm chí là tăng lên 36,7 độ C, mức nhiệt độ trên cao hơn 1 độ so với kỷ lục là 35,7 độ C đã được ghi nhận 4 lần trước đây vào các năm 1876, 1903, 1915 và 2018. Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, người dân được khuyến cáo mặc đồ chống nắng nếu ra ngoài đường vào buổi trưa, uống đủ nước và cẩn thận với chập điện do sử dụng quá tải.